Hoàng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Toyota Vios E 2019 này thì sáng nay tôi cũng đã livestream trực tiếp cho quý vị và các bạn xem rồi. Nhưng thưa với quý vị và các bạn, do tín hiệu đường truyền mạng 3G, 4G bây giờ là nó rất là kém, cho nên là cái chất lượng hình ảnh và âm thanh nó không được tốt lắm ạ. Thứ nhất là nó ồn, vì là cửa hàng tôi nghe mặt đường rất là ồn. Cái thứ hai là hình ảnh nó rất là mờ, xem nó không rõ. Tôi làm lại cái video này cho quý vị và các bạn xem, chất lượng hình ảnh nó sẽ tốt hơn và âm thanh nó cũng sẽ tốt hơn. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi là một chiếc xe Toyota Vios phiên bản E. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 3.1 km rồi. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, những chiếc xe Toyota Vios, nhắc đến Toyota Vios thì phần lớn những chiếc xe này ở, và đặc biệt lại ở cái phiên bản E, thì phần lớn là những chiếc xe là chạy dịch vụ ạ. Nhưng thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này mới lăn bánh được có 3.1 km thôi, và tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Từ cái dàn lốp cũng nguyên bản này, lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ. Nếu như chạy dịch vụ thì chắc chắn một điều là sơ cua cũng sẽ dùng rồi, nhưng chiếc xe này còn nguyên bản hết ạ. Cho nên là chúng tôi cam kết, thứ nhất là không chạy dịch vụ, thứ hai là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản. Không những còn nguyên bản và nó còn rất mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Tất cả về nội thất nó cũng đều rất là mới. Và option thì là nó kém hơn so với phiên bản G, nhưng nó cũng đã được trang bị những cái option cơ bản rồi. Ví dụ như là nội thất da này, la răng đúc này, và đầu DVD này, cảm biến lùi, camera lùi. Cơ bản là đã có đầy đủ hết rồi. Những cái tính năng cơ bản mà mình sử dụng thì đã đầy đủ rồi. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm mua những cái dòng xe này. Nó tiết kiệm được mấy chục triệu so với cái phiên bản G đấy ạ. Và chiếc xe này thì nói thật với quý vị và các bạn, về chất lượng thì rất là ok rồi, không còn gì phải bàn nữa. Còn nếu như quý vị và các bạn nào mà chưa yên tâm về chất lượng thì mời quý vị và các bạn có thể qua địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Sau đó vẫn chưa yên tâm thì quý vị và các bạn có thể mang vào hãng Toyota để check. Bất kỳ hãng Toyota hoặc đại lý Toyota nào cũng được, quý vị và các bạn có thể mang vào check cho yên tâm. Sau đó thì chúng ta sẽ làm việc về cái giá cả. Giá cả thì chúng tôi xin phép với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi bán với giá là 515 triệu đồng. Và vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn đến 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng, đơn giản, phụ thuộc vào cái hồ sơ tài chính của quý vị và các bạn thôi. Nó dao động từ 3 đến 5 ngày thì quý vị và các bạn được nhận xe rồi. Và bây giờ quý vị và các bạn nếu trả góp chiếc xe này thì tôi cũng tính sơ sơ cho quý vị và các bạn về cái phần trả góp ạ. Vay 70% giá trị của xe thì quý vị và các bạn vay được khoảng 350 triệu đồng. Vậy quý vị và các bạn phải bỏ thêm ra từ khoảng 180 triệu đồng, bao gồm tiền 30% của xe là một này, và chi phí sang tên cộng với bảo hiểm. Bây giờ mua xe trả góp thì bắt buộc phải mua bảo hiểm vật chất, tức là cái bảo hiểm thân vỏ đấy quý vị và các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Số điện thoại này thì chúng tôi dùng cả Zalo nếu quý vị và các bạn muốn tiết kiệm tiền gọi điện thoại, hoặc muốn được gửi cả video, gửi hình ảnh trực tiếp đến Zalo thì quý vị và bạn hãy kết bạn Zalo với tôi và liên hệ qua Zalo, vừa tiết kiệm được tiền điện thoại này, vừa được xem hình ảnh này. Chúng tôi có thể gửi trao đổi hình ảnh video qua Zalo rất là tiện. Bây giờ là mọi người phần lớn là đã dùng Zalo hết rồi, ai cũng dùng Zalo, cho nên là dùng Zalo rất là tiện, ai cũng dùng đấy ạ. Phần lớn là khách hàng đều liên hệ với tôi qua Zalo, đều được gửi hình ảnh trực tiếp này. Tôi có thể sẽ gửi giấy tờ các thứ cho quý vị và các bạn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi video, xin quý vị và các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều những chiếc xe ở cái phân khúc A, B, C hoặc bán tải.
Ví dụ như phân khúc B này thì ngoài chiếc xe Toyota Vios E219 này ra, tôi còn có cả Vios G217 này, Vios G218 cũng màu vàng, màu bạc, đấy là đầy đủ. Và ở cái phân khúc D vừa vừa tiền cũng chỉ hơn 300 triệu, hơn 400 triệu thì tôi đã có mấy cái xe phân khúc D, toàn là những chiếc xe nhập khẩu, ví dụ như Hyundai Sonata hoặc cả Nissan Tiana cũng giá chỉ dao động từ hơn 300 triệu đồng thôi. Cho nên là mua xe cũ, tôi sẽ khuyến khích quý vị và các bạn đến tận nơi xem. Có khi quý vị và bạn xem cái video clip về con Vios này của tôi, nhưng quý vị và bạn đến cửa hàng tôi lại thấy nhiều xe đẹp hơn, hay hơn, có khi lại thay đổi quyết định tìm cho mình một chiếc xe khác phù hợp hơn, giá lại rẻ hơn. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn nên đến xem trực tiếp ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video để được xem tôi quay chi tiết hơn về cái phần nội thất cũng như về cái phần động cơ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Mời quý vị và các bạn.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.